Nó là cây sung nè nội. Rồi cây sung nó trái nè mọi người. Trái quá trời luôn mọi người. Hồi đó mới cái ăn cơm, mới làm cơm đó nè. Rồi rau muống. Ở dưới đây có ốc nè mọi người. Đấy. Đánh mộng mộng lợi đi bắt ốc cho mọi người xem nha. Cây đó cái gì? Đó không có, có cây này có đáy rồi. Có đó cây bằng ổi đúng không? Hả? Đây có ốc đó mọi người. Cảnh đó mộng lợi cho đây mộng bắt ốc cho mọi người xem nha. Thank you.